Bước vào hiệp đấu đầu tiên, U17 Việt Nam bất ngờ sớm bị dội gáo nước lạnh ngay phút thứ hai. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được tạt bổng để Michiwaki đánh đầu đưa bóng đập đất làm bó tay thủ môn Bảo Ngọc, mở tỷ số cho U17 Nhật Bản. Sau bàn thua, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn. Đội bóng áo đỏ thi đấu tự tin và có được thế trận tốt trước các cầu thủ U17 Nhật Bản. Dẫu vậy, U17 Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn tiếp cận khung thành thủ môn Goto bên phía U17 Nhật Bản. Trong khi, đội bóng xứ mặt trời mọc sau bàn thắng mở tỷ số cũng không tạo ra cơ hội nào đáng kể về phía khung thành thủ môn Bảo Ngọc. Hiệp 1 khép lại khi U17 Nhật Bản dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Những nỗ lực của U17 Việt Nam chưa nhận được thành quả thì bất ngờ phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 59, vẫn là pha tấn công bên cánh phải, bóng được trả ngược ra từ đáy biên để Mochizuki băng lên dứt điểm một chạm khiến thủ môn Bảo Ngọc không kịp phản xạ. Đến phút 66, Sato đi bóng vượt qua hậu vệ U17 Việt Nam rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Bảo Ngọc, nâng tỷ số lên 3-0 cho U17 Nhật Bản. Ở những phút sau đó, trước thế trận không còn gì để mất, U17 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng không thành công. Tình huống đáng chú ý nhất của U17 Việt Nam là pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Công Phương, tuy nhiên đáng tiếc bóng đi trúng cột dọc. Đến phút 74, cầu thủ vào sân thay người Yamaguchi dứt điểm bị thủ môn Bảo Ngọc cản phá. Mochizuki lập tức ập vào đá bồi nâng tỷ số lên 4-0 cho U17 Nhật Bản. Dù bị dẫn với cách biệt 4 bàn nhưng U17 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công tìm kiếm bàn thắng danh dự. Dẫu vậy, hàng thủ U17 Nhật Bản tổ chức phòng ngự kín kẽ, hóa giải mọi cơ hội của đội bóng áo đỏ. Chung cuộc, U17 Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước U17 Nhật Bản. Ở lượt trận cuối, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Uzbekistan vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 6.